Khán giả Nguyễn Hoàng Giang có số điện thoại là 07696, 3 số cuối là 081, ở Vĩnh Long có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Vườn cây đậu đũa có hiện tượng bị đốm lá, thối trái và đã bị 15 ngày nay. Có phun một số thuốc gốc đồng nhưng không thấy hiệu quả. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục của hiện tượng này. Vâng, bác hỏi như thế là đúng thôi. Bởi vì này là nếu như bệnh nó đã nặng rồi hoặc là chưa nặng nhưng mà đã nhìn thấy thì coi như là đã xuất hiện bệnh là tương đối nặng. Đấy. Thì dù phun đúng thuốc, đúng cách cũng không khỏi. Đấy. Thì đấy là nguyên tắc, cho nên bác nói là đúng là phun một số cái gốc đồng nhưng mà không giải quyết được là như vậy. Thế còn thì về nguyên tắc bao rộng vậy, đối với thuốc hóa học nó chỉ trị được những cái bệnh nó gọi là chớm, không ạ? Khi chớm bệnh này là khỏi ngay. Đấy. Thế rồi là hoặc là chưa bị bệnh phun thì nó phòng được. Chứ còn nếu mà bác bị bệnh rồi thì đúng là như bác nhận xét. Thế tôi xin cung cấp thêm cho bác là một số các cái thuốc gốc đồng. Đấy. Tôi không rõ là bác là đã phun những cái gì, nhưng đây là những cái thuốc gốc đồng bác có thể tham khảo thêm. Forcetin, aluminium, copper hydroxide, hoặc copper chloroxide. Đây, tôi xin nhắc lại, đó là forcetin, aluminium, copper hydroxide, copper chloroxide. Thì đấy là một trong ba loại đó bác có thể bác phun. Và tôi nhấn mạnh và cũng như là nhắc lại là bác nhớ là thuốc hóa học đấy chỉ có tác dụng khi mà phúc bệnh nó mới chớm hoặc là chưa bị, thì như vậy phun vào nó sẽ coi như nó sẽ khỏi ngay. Còn nếu mà nặng ấy, thì nó không khỏi. Nếu mà nó dừng được thì rất là tốt rồi. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn những tư vấn của chuyên gia. Cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi.